không phải. Còn tóc cơ bóng mà. Nó ngậm tay mình nè mấy bạn. Đó, nó ngậm luôn nè mấy bạn thấy không? Thì một phát bách trúng là tiêu sau luôn. Mấy bạn đừng có nghĩ cái đuôi nữa nha. Mấy bạn mà nghĩ cái đuôi nó là nó đứt đuôi liền á. Mấy bạn thấy nó ăn không? Rồi nó ăn xong nó mất miệng nha mấy bạn. Ôi, cái con tắc kè này nãy bò lên áo mình nè mấy bạn. Tự nhiên đi đóng cửa ra, mình nghe cái bịch trên cái áo. Ai dè quay lại tưởng thằng lằn, mà không ngờ đó là con tắc kè. Ôi, chắc nó bị lạc mẹ mấy bạn. Nên thành ra giờ chắc để mình coi, mình nghiên cứu mình nuôi nó nè. Mình mới tìm được cái hộp này nè mấy bạn. Mình sẽ nuôi con tắc kè trong đây ha. Mình có đục mấy cái lỗ nè, để giờ mình mở ra cho mấy bạn xem. Nè, mình bỏ tắc kè trong đây rồi nè mấy bạn. Đó, mấy bạn thấy con tắc kè không? Nha, con tắc kè này nè. Em bắt lên cho mấy bạn xem cho dễ nha. Đó, mấy bạn thấy chưa? Nó nè. Mấy bạn cầm cũng cầm nhẹ nhẹ thôi nha. Chứ nó còn nhỏ dễ bị tổn thương lắm á. Mình vuốt ve nó vậy nè. Cái nó không có bị nhát nữa. Cái nó dễ ngồi hơn á. Nè, cái con của mình nè mấy bạn. Nó dễ ghê không? Con này mình nghĩ chắc mới khoảng được 1-2 tuần tuổi thôi mấy bạn ơi. Nó còn nhỏ vậy nè. Mấy con này chắc mình nghĩ nó vừa mới bị lạc mẹ. Nên thành ra nó bị mấy cái con côn trùng khác săn đuổi á. Nhiều khi cái con cùng loài với nó cũng ăn mấy cái con tắc kè con mới nở nữa. Nên giờ thôi mình nuôi nó vậy. Mà mấy bạn nuôi tắc kè thì mấy bạn nhớ chuẩn bị cho nó một cái gì nó chui vô chui ra nha. Cái mình có cái ống nước nè, nên mình thành ra mình lấy cái ống nước luôn. Chứ nó dễ bị stress đó mấy bạn. Mình không cho nó chui ra chui vô thì thành ra nó buồn lắm. Còn cái mấy bạn nào không có mấy cái nẻ thì mấy bạn lấy ống tre cũng được. Nó ngậm tay mình nè mấy bạn. Đó, nó ngậm luôn nè mấy bạn thấy không? Nhưng mà không có đau đâu nha. Như mấy cái con trưởng thành ngậm mấy đau á, nhưng mà cũng không có độc đâu mấy bạn, nên mấy bạn yên tâm. Còn bạn nào mà chưa có kinh nghiệm á thì mấy bạn sử dụng mô tai vô cũng sao hết nha. Đó nè, nó nè, cái mặt nó nhìn mấy bạn kìa. Nè, mình có chuẩn bị cho nó một cái khay nước nè mấy bạn. Vừa mấy bạn chuẩn bị vừa đủ nước thôi nha, mấy bạn để nhiều nước quá nó tràn ra nó dơ lắm. Để mình lấy thức ăn cho nó ăn nha mấy bạn. Mấy con này thì nó thích ăn dế đó mấy bạn. Mấy con côn trùng nhỏ hơn nó á, nó ăn dế, ăn châu chấu nữa. Nhưng mà nhà mình bữa mình có mua mấy cái con sâu rồi nè, cho con gà ăn. Nên thành ra giờ mình có sâu thôi à, mình cho nó ăn sâu vậy. Để mình mở sâu ra. Giờ mình tìm sâu mình cho nó ăn nha mấy bạn. Nè, mấy con sâu này cũng hơi lớn á, không biết có cái còn có con nào nhỏ nhỏ không nữa. Để mình tìm con nhỏ mới phù hợp cho nó ăn, chứ mấy con này cũng to quá. Vậy chứ cái miệng của nó mấy bạn nhỏ vậy nè mà nó ngậm cái con lớn được luôn á. Để mình thử coi sao, thử mình lấy cái con sâu này, con này đi ha. Rồi mình sẽ bắt nó qua cho con tắc kè. Trời rớt nè, nè các bạn, ý rớt vô nước rồi. Đó, để xem con tắc kè của mình nó bao lâu thì nó ăn cái con này ha mấy bạn. Tại nãy hình mới cũng mới cho ăn nó rồi á, nãy giờ nó cũng chưa thấy. Tính ra cái con sâu này nó cũng gần bản tắc kè rồi. Nếu mấy bạn cho nó ăn lâu quá mà nó không ăn là thôi mấy bạn lấy ra nha, để qua bữa khác rồi cho nó ăn. Con này á, mấy bạn nắm nó về, mấy bạn đừng có gỉ cái đuôi nữa nha. Mấy bạn mà gỉ cái đuôi nó là nó đứt đuôi liền á. Con tắc kè này á mấy bạn, nó ăn tạp á. Mấy cái con côn trùng nhỏ gì nó cũng ăn hết trơn á. Cái hộp này nuôi á thì mấy bạn nhớ đục mấy cái lỗ rồi nha, cho nó có oxy nó thở á mấy bạn. Mà nuôi con gì cũng vậy hết trơn á, mình nhớ đục cái lỗ. Mà hình như cái con tắc kè này mấy bạn nuôi 6-7 năm nó mới sinh sản lần đó, chứ không phải nuôi vài ba ngày đâu nha. Trứng của nó cũng lạ lạ nữa, nó mềm mềm mà nó dính nhau nữa. Hình như là tắc kè bông đúng không mấy bạn?
mình không biết nó là con đực hay con cái nữa. Là hình như lớn rồi, lớn chút á nó cất tiếng kêu lên mới biết. Cái con đực là nó kêu, con mái nó không kêu đâu mấy bạn. Nó kêu đi nó gọi bạn tình á. Cái con tắc kè này các bạn, mình nghe nói trị được nhiều bệnh lắm á. Lúc trước mẹ mình có thấy mẹ mình lấy ngâm rượu nữa. Có người thì họ xay thành bột nhuyễn để họ uống. Nghe nói nó trị mấy cái bệnh như là ho ra máu á. Rồi mấy cái bệnh mà khó trị á mấy bạn, giống như kiểu là vô phương cứu chữa thì người ta sử dụng này. Uống bổ lắm á. Nhưng mà mình chưa sử dụng bao giờ hết trơn à. Mình thả nó lại vô vô cái lồng của nó nha mấy bạn. Đó. Nãy nó không ăn nên thành ra giờ mình đem cái con sâu nè mấy bạn, cho cái con rứt cổ nó ăn luôn. Đó. Nó sâu trong đây nè mấy bạn. Hả? Hả mấy bạn thấy nó ăn không? Rồi nó ăn xong nó còn xúc miệng nữa mấy bạn. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mấy bạn thấy video hay thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.